Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạch Nhân Mi. Ok, tiếp tục ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục sa bạc cho các bạn thôi. Như đã hứa thì mỗi ngày mình đều sa bạc cho anh em thôi, chứ mình không biết là tương lai thế nào, chứ biết đâu lỡ một ngày nào đó Facebook mình lại bị mất, không thể nào mình sa bạc cho anh em được. Cho nên hôm nay quyết định là mỗi ngày sẽ đều sa bạc cho các bạn. Nhưng mà nếu lâu lâu quá thì mình cũng thay đổi không khí thôi. Bây giờ thì vẫn tiếp tục với clip sa bạc thôi. Clip trước mình đã sau đến bạn LTB Cooper, một cái bạn không thèm gửi đặt cho mình, cũng như bạn ở trên đây nữa là bạn là đâu rồi, Nam Công Tử đó. Tên là tên Công Tử mà sợ mất đặt, không thèm gửi đặt cho mình. Rồi hai bạn này nếu mà có xem được clip này hoặc là clip kia thì gửi đặt cho mình nha. Giờ thì mình sau để bạn Trí Kiệt. Rồi bạn Trí Kiệt sao không biết phải hình bạn đó không mà sao nhìn mặt giống phê đu đủ quá vậy. thanh niên phê đu đủ quá. Rồi ok, bạn ấy phê gì thì thôi cứ kệ bạn ấy đi, mình quan tâm làm chi ha. Mình xích soi mói nha. Rồi giờ mình sao ạc cho bạn Trí Kiệt nha. Bên cạnh đó cũng chúc anh em của mình buổi trưa tuyệt vời. Và xem clip mình thì cũng like với lại subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi bây giờ thì mình sao cho bạn Trí Kiệt đây. Oh yeah yeah yeah. Thanh niên tiếp theo không thèm gửi ạc cho mình nữa. Trí Kiệt. Rồi phê lá đu đủ xong quên gửi ạc cho mình luôn. Rồi bạn tiếp theo bạn Hoàng Tùng. Avatar là một cái mặt thằng ngơ ngơ. Rồi nhìn mặt ngu ấy. Còn bây giờ thì mình sao cho bạn, bạn ấy có nói gì nè. Trời ơi, tôi gửi ma hai ạ, từ mấy tháng rồi mà chưa làm cho tôi kìa, sao tôi đi. Rồi được, thanh niên rất hung hăng. Thanh niên đang giận hờn mình vì mình không thèm sao ạc, gửi ạc từ hai mấy tháng rồi. Các bạn thấy rất là nhiều bạn gửi ạc cho mình từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình không có thời gian để mình sao. Rất mong là những cái bạn trường hợp như thế này thông cảm cho mình. Khi mà tới lượt comment thì mình sẽ sao thôi. Nhưng như bây giờ mình đã đến lượt rồi, cho nên mình sẽ sao cho bạn Hoàng Tùng nha. Rồi đừng có nóng nữa nha, vì bình tĩnh từ từ nói. Ok, mình đã quay trở lại đây các bạn. Thì bạn Hoàng Tùng có gửi cho mình hai cái hạt luôn, bên server Hải Tặc Việt hết, và bà chơi bên S2 luôn. Thôi thì tính mình là tốt bụng nữa, với lại anh em nhiệt tình fan của mình thì mình không thể nào mà không giúp đỡ được. Thôi thì sau luôn hai hạt nha. Bây giờ thì hạt đầu tiên mình vào trước. Rồi cả hai hạt đều bên S2 cho nên mình sẽ vào S2 Euro nha. Đó, Hải Tặc Việt nữa bạn, một cái game khá hot. Giờ trước thì mấy ngày trước mình có làm clip biết update phiên bản mới, rất là nhiều tính năng mới, ví dụ như PC Haki và ra thêm một tính năng rèn đồ lên tới 150 luôn. Nói chung rất là tuyệt vời. Anh em nào chưa chơi Hải Tặc Việt thì hãy truy cập ngay vào Hải Tặc Việt chơi thôi bạn ơi. Chứ bây giờ mà Hải Tặc Việt mà không chơi nữa, mình là Việt Nam là phải chơi Hải Tặc Việt, chứ không thể nào mà chơi Hải Tặc Indonesia, Hải Tặc Ấn Độ, Hải Tặc Campuchia được, vậy là không được. Rồi ok, giờ thì mình sẽ tiến hành sập rồi ơi. Mới gặt này thôi mà đã khủng khiếp vậy rồi đó hả. À, của bạn cấp 137 VIP 5 và lực chiến là 1 triệu 1 triệu 1. Rồi giờ mình sao quay có một tướng nào mới cho anh em ha. Rồi đầu tiên thì nhân vật chính. Wow, nhân vật chính xinh đẹp vậy, đợi mình mê gái Ken Haki nè bạn. Rồi đây là Akainu, những con tướng của mình cũ thôi. Lao Sura, trời ơi cái áo gì đây, áo 125 ngon. Đây là Shirazi nè bạn, Mirella đó, Jabber nè, Jabber chưa Haki. Hay là ông Ronse, một thanh niên khổng lồ và đập búa lung tung nè. Ôi, mình sẽ test ngay skill ông Ronse cho anh em xem. Để mình coi túi đồ bạn có gì không nhá. Tại sao là phải sao nhiều. Rồi sao tàn là đồ BB rồi không vậy. Rồi rất là nhiều đồ luôn, nó tới tận trang 5, trang 6, trang 7 luôn nè. Rồi trong kho có cất giấu gì không. Đây là danh hiệu, sao không sử dụng đi ta, chắc mày có rồi. Danh hiệu này quá trời luôn. Ôi ơi, 15 cái đồng vàng. Đó, rất là nhiều đồ anh em thấy rồi nha. Ui giời, mạnh này quá trời luôn. Danh thời trang quá trời luôn. Rồi dầm vào đấu trường test skill cho anh em xem. Hạt này của bạn là xếp hạng 32 trong đấu trường, hiện tại đang xếp hạng 32. Giờ mình sẽ đánh cái thằng nhỏ nhất trong đây, đó là thằng 139. Rồi không biết có win hay không, nhưng mà nó nhỏ nhất trong đây nhưng mà mình thua nó hai cấp lận. Trời ơi, nó có người khổng lồ kìa kia. Nó có thằng róc. Mẹ con. Trời ơi. Phải chướng trời ơi, mạnh vậy ông nội. Trời ơi, nó to, nó chiếm hết chỗ thằng Lao luôn rồi kìa các bạn. Không thấy thằng Lao đâu nữa. Thấy nó không à. To vãi thiệt nhá. Ông râu trắng này giờ ông chưa sức chiêu kìa. Trời ơi, hình như ông bị choáng rồi bạn ơi. Nãy mình thấy ông bị choáng. Chích scare thành công rồi các bạn. Nhưng vật chính ở bên đây thì nó yếu xìu à. Đó, win nha các bạn. Tuyệt vời. Đó, bây giờ thì mình sau đặt thứ hai cho bạn nha. Đặt này đặt thứ nhất thôi.
Ok, mình đã quay trở lại đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào ạc thứ hai sau cho bạn luôn. Giờ theo như tin nhắn bạn nhắn với mình là ạc thứ hai này là ạc mạnh hơn ạc thứ nhất. Đó, cho nên mình rất là mong chờ đây. Giờ coi mạnh hơn chỗ nào, có tướng nào mới không? Hải Tặc Việt thì rất là nhiều tướng mới. Web game này ra rất là nhiều tướng mới, mình đã từng sâu rất là nhiều rồi. Cho nên anh em nào chưa xem thì nhớ vào kênh của mình và vào cái danh sách phát mà bình luận game Hải Tặc Việt á, để bạn có thể xem theo dõi đầy đủ hết. Rồi, giờ mình vào sau thứ hai nha. Hình này nhìn cũng rất là đẹp đó. Cái hình này là bên OneBZ. Rồi, ạc này của bạn là cấp 180. Ủa phải, có cấp 180 rồi à. Rồi, bên này có cấp 180 luôn rồi kìa. Rồi, được chiến 2 triệu VIP 10 nha các bạn. Rồi, tuyệt vời. Coi xếp hạng coi. Rồi, nói về đẳng cấp thì bạn ấy xếp hạng 17. Rồi, giờ mình sau đồng đội nha. Đấy, dòng cam nè các bạn. Vật công sắp lên dòng cam rồi nè. Ôi, con nhỏ này mặc đồ của Jim Bell à. Cái áo này của Jim Bell mà. Rồi, sao mấy cái trái này là trái gì lạ lạ không nhỉ? Đây là Ken Haki. Rồi, ok. Đây là Kayasura. Bên Hải Tặc Việt cũng có cập nhật rồi. Đây là Kissy nữa bạn. Bạn ấy chưa Haki thôi, chứ có Haki rồi. Jim Bell. Đó. Ui, Lao, Lasura, Hody. Rồi, thằng Rock nãy. Râu trắng nữa bạn. Ui, mạnh phải. Ôi, cái biểu tượng Sura luôn nè. Trời. Ôi, à, có râu trắng Sura mà. Đây là râu trắng cầm chát quỷ. Đó, Sura lên như cầm chát quỷ sao á. Đây là Sabo Haki luôn rồi. Đây là con Lily. À, nhìn rất là nhỏ bé thôi nhưng mà nó vào là đạp chết người đấy, chân nó to lắm. Mình vào Haki cho anh em xem những con tướng mới Haki nữa bạn. Bên này rất là nhiều con tướng mới. Adieu, mã tinh linh. Ok, rất là tiếc là bạn chưa có đưa cái mật khẩu này cho mình, cho nên mình không có vào chỗ này được, anh em thông cảm. Đó, nhưng mà coi được chỗ Sura nữa bạn. Đó, ngoài cây da Sura bình thường ra thì có chúng ta có thêm Sabo. Ui, Sabo Sura. Biểu tượng là nguyên con rồng luôn. Trời ơi, 29 cấp. Ui, vài cả chuẩn. Xong nhiều dữ đây. Ngoài ra có trailer Sura nữa nè các bạn. Trời ơi, ui. Hung hăng vài. Ôi, nói chung rất là nhiều con mới. Có cả thằng NL Sura rồi nè. Trời, nhìn khủng khiếp rồi kìa. Có vẻ ra rất là nhiều cái mới luôn. Rồi, cái ạc này thì ít bữa mình sẽ mở ngạc của một số bạn mà có. Mình sẽ test những con tướng mới này cho anh em xem. Cái gì vậy? Đó, ngoài ra thì trang này thì không có gì mới cả. Bên này thì có thêm 4 tướng mới rất là khủng khiếp. Mà toàn là cấp cao không à. 29 cấp không, 28 cấp. Có NL là 20 cấp thôi. Đó các bạn. Bên Haki có một số con mới nữa nhưng mà do không có bạn tinh linh cho nên mình không có xem được. Rồi, ok. Cảm ơn bạn Hoàng Tùng đã cho mình gửi cho mình hai cái ạc hải đặc biệt rất là bro. Và rất là nhiều điều mới mẻ mình chia sẻ cho năm giao lệ một đều của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đến với bạn của bạn tiếp theo nha. Ok, mình đã trở lại đây. Chia tay với bạn bạn gì quên mất tiêu ta, bạn Hoàng Tùng. Chia tay với bạn Hoàng Tùng có hai hạt bên Hải Tặc Việt rất là nhiều con tướng mới. Thì bây giờ mình sẽ đến với một bạn tiếp theo. Rồi. Biến lười bò. Ủa, cũng có một cái ảnh bìa là kit với con này luôn nè các bạn. Đó. Ảnh bìa này có vẻ hot nhỉ. Còn avatar là hình như hình của bạn đó. Không biết phải hay không nhưng mà mặc đồ như mặc đồ Nhật Bản rồi phải không? Tôi thấy đồ này giống như đồ Nhật Bản thế. Rồi, ok, mình sao cho bạn này thôi. Bạn này hình như là mình thấy quen quen. Hồi xưa hình như là cũng là một người bạn nhắn tin với mình rất là nhiều. Nhớ sao cho em nghe anh. Rồi, giờ thì anh vào sau cho em đây em. Tới em rồi, thật là may mắn khi nào tới là em rồi đấy. Ok, mình đã trở lại đây. Bạn biến lười bò, bạn ấy cũng gửi cho mình tới 2 ạc bên 568 bên lay luôn. Sao hôm nay mình có duyên với những cái bạn gửi hai ạc quá nhỉ. Nhưng mà không sao, tính mình là tốt bụng rồi, mình gặp thêm fan của mình thì mình phải bắt buộc phải giúp đỡ và cũng như là sau cho anh em thôi. Rồi, ạc đầu tiên do bên server 86 God Roger, server của vua hải tặc. Ngon, server của vua hải tặc mà không biết ạc có vua hải tặc hay không. Đây là ạc tẹt thấp tẹt không biết. Rồi, giờ coi thử ai là biết đây. Có lẽ đây, cái web 568 Play này rất là giống Vinh My nữa bạn. Mỗi lần Vinh My có gì mới là bên 568 Play này đều có. Mà mình có thể nghĩ là bên Vinh My ăn cắp của cái này luôn á. Bởi vì mình kiểm tra những cái thông tin thì tàn là nó ghi là web 568 Play thôi. Chả có web nào nó ghi của Vinh My cả. Rồi, giờ mình sẽ sau ạc đầu tiên cho bạn biết cái lời bo. Cấp 153, VIP 4 là chiến 1 triệu 8. Gần 1 triệu 8 thôi, chứ là 1 triệu 79 thôi. Ôi, ạc cũng rất là ngon. Lực chiến vậy là cũng khá cao rồi, ngon hơn mình rồi.
Mình cấp trăm sáu mấy rồi mà mới triệu tám, mà bạn này mới cấp trăm năm ba mà đã gần triệu tám là ngon rồi đúng không các bạn? Rồi Dorien cũng rất là nhiều, giác quỷ có 7 sao luôn là trái hổ đen. Đây là Usopp Haki, ui Usopp Sura luôn à, Usopp Sura luôn rồi mà bãi không có chơi luôn, ghê đấy. Đây là chấp bà Haki không chơi, cây da Haki không chơi luôn, Brook Sura có chơi, mang hà trang bị 7 sao là thiên mã ghép với công nhận rồi. Ok, đây là Yoro Haki cũng không chơi luôn, Lao Sura chắc chắn phải chơi rồi đúng không các bạn? Trái hồng thổ, bạn ấy mang trái hồng thổ rồi. Còn Jinbei thì Jinbei cũng là Jinbei Sura luôn. Ui trái gì vậy, mình vừa thấy cái trái gì hết hồn. Đây trái Gryphine, đây là có một xanh lớn ghép với lốc xoáy rồi. Ok, nãy mình vừa thấy cái trái gì đó lạ lắm giật mình. Aoki nào bạn, Aoki này cũng rất là mạnh đấy nhưng mà bạn ấy không chơi. Aoki thì nó cũng bị thiệt thòi về một số thứ cho nên bạn ấy không chơi thì đúng rồi. Mirella tất nhiên có chơi rồi, Hody và Katokid hả? Không phải, thằng này là Kid da chai, đệ tử của râu đen đi lụm da chai. Rồi để mình coi trong túi có gì không. Rồi một số đồ này cũng đồ bình thường lặt vặt thôi, trong kho này cất giấu gì bí mật không? Đó chơi 7 sao nè. Ủa đâu phải, đầu giật cả mình, chơi Uma Uma mà tưởng chơi 7 sao. Rồi các bạn thấy giống chơi Gryphine không các bạn, y chang không khác cái gì luôn, nhưng mà khi đường chuột vào là mới thấy cái kết đắng lòng đấy. Bạn đang có hai trái kho báu ác ma này là trái 2 trái 6 sao nè. Ủa, chắc mở ra để lấy gen ác quỷ à, mở ra để lấy dùng để bút vô lấy tinh hoa ác quỷ ở đây rồi. Ok rồi, ạc bạn cũng khá ngon, ạc này cấp 153 triệu 8 cũng khá ngon. Giờ mình sao ạc thứ hai của bạn nha, ạc thứ nhất thôi, giờ mình sao ạc thứ hai rồi. Ok mình đã đăng nhập thành công rồi, giờ thì mình truy cập vào nha. Ạc thứ hai này thì bơi chơi bên server 91 Bartholomew, là cái thằng mà nó có tuyệt chiêu chỉ mấy ngón tay mà ra mấy cái chất màu xanh xanh đó các bạn, tạo thành khiên trắng, một cái khiên rất là chắc và rất là phòng ngự tuyệt đối đó. Nhưng mà trong phim thôi, còn trong game thì chưa có xuất hiện cái con tướng đó cho nên mình cũng không biết skill ra sao nữa. Mong là trong cái đợt này thì sau khi nó mở cái thành phố Desona thì nó sẽ có cái con tướng đó, tại vì trong phim thì lúc trận đánh ở Desona thì có cái thằng đó cho nên mình mong là sẽ có con tướng mới đó. Rồi ok các bạn nhớ hông giống như mình luôn, mong là có những con tướng mới để mình có thể tương lai làm clip cho các bạn xem. À, còn bây giờ thì sao mà lắc dữ đấy. Rồi ok vào rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn đang còn lắc lắm, cái web này có vẻ hơi lắc, 568 mình like có vẻ hơi lắc. Ôi đánh với bọn người cá này thì mình nghĩ chắc cũng cấp trăm sáu mấy, bây giờ cấp trăm sáu mốt VIP 2 rồi. Sao mà khiêm tốn vậy ta, hình như ạc của bạn này là chuyên về cày cuốc thôi chứ không phải nạp tiền, mới cấp cấp trăm sáu mốt mà mới VIP 2 rồi bạn, số tiền nạp chỉ mới có 69.000 thôi nhưng mà đã lên cấp 161 và lực chiến chịu 6 rồi đó các bạn. Thôi nói chung thì ạc này thì cũng khá ngon, cũng hơi ngon một chút rồi. Ok mình sẽ sao hết cho bạn luôn. Rồi tuyệt vời, ạc này cũng có một số đồ rèn rất là nhiều, cũng có giác quỷ là trái cá màu xanh lớn nè các bạn. Rồi đây là trái dừng lại, đây là trái côn trùng. Ủa hai cái này ghép được mà sao bạn không ghép lại nhỉ, nhớ là hai cái đó ghép được mà. Rồi Baruxura đúng không, không chơi luôn à, Luffy Sura có chơi luôn nè bạn. Đó, lâu lắm rồi mình không gặp lại anh chàng Luffy Sura mang trái thôi miên. Rồi, Luffy mà đi thôi miên hả, Aoki bảy có chơi luôn hả ta. Rồi ngon, đây là Jinbei Sura mang trái chấn âm, trái bỏ ba thùy với lại trái một sinh lớn game giới hổ đen. Lao Sura thì cũng chơi luôn, cũng có dòng cam luôn, mang trái cái một sinh lớn luôn. Cái này trái lá trắng rồi. Mirella thì mang trái dừng lại rồi. Ok cất mình coi trong kho cất giấu gì không nha các bạn. Cái gì vậy, ủa sao không có kho ta, hình như là mới VIP 2 thôi, nó chưa có mở chức năng kho trong túi đồ. Rồi vậy thì mình bắt buộc phải đi tìm những con Aigeki kia, không phải ở đây, nó nằm múc bên đây nè. Đây đây đây, nãy giờ núp rùm điện công mày. Rồi ủa vậy vậy, mình đâu có gặp cha vợ mình đâu, cha vợ lâu ngày không gặp nhưng mà con không muốn gặp ông đâu. Đây trong kho có cất giấu đó là những cái vé tầm bão một cái gen ác quỷ rồi một số con mạnh bét, thu thập độ trăm mạnh thì năm với lại 50 mạnh tùy con thì chúng ta sẽ ghép lên được nguyên con bét rồi. Ok
Nói chung mặt thì cũng rất là ngon. Bạn đang sở hữu hai cái hạt bên đó xuống bên lai vậy cũng rất là ngon rồi. Hạt như vậy mà giờ nó thiệt không chơi dư dả đi bán cũng có tiền xài rồi, ngon. Ngài cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Trưa nay thì clip sa bạc của mình tới đây thôi. Hôm nay mình cũng sao được cho một số bạn cũng như là được thêm biết thêm một số web game cho anh em, một số con tướng mới rất là hay đúng không? Rồi, chúc các bạn buổi trưa tuyệt vời nha. Cũng như là xem clip mình nhớ ủng hộ mình, like với lại subscribe đăng ký kênh cho mình nha. Bây giờ thì mình tạm biệt các bạn. Ok, bye bye.